Hello, xin chào toàn thể các anh em. Kết thúc một mùa vụ vải thiều rồi các anh em ạ. Đây bây giờ là chiến trường của nó đã như thế này. Coi như là mình đã làm cỏ ghép xong rồi anh em ạ. Bây giờ nó chỉ còn lại là lên nọc thì mình sẽ phải bơm nước sâu để hãm lấy nọc thôi. Là để về đến với mình thì mình cũng vẫn là xin nói với anh em luôn, đó là mình vẫn nhận chiết cành vải giống cho các anh em nhé. Mình nhận cung cấp giống vải thiều cho các anh em về tàu phấn, hoặc là các anh em coi như là về sớm, anh em cứ có nhu cầu về mặt hàng vải nào thì anh em cứ có thể là, một là để số điện thoại mình sẽ chủ động liên hệ với các anh em, hai là các anh em coi như là liên hệ với cái đầu số mà mình để ở dưới góc của màn hình. Thì ở đây là cái bãi ở ngoài ruộng của nhà mình, ruộng bây giờ mình chẳng cấy nữa bởi vì là cấy nó cũng chẳng được bao nhiêu thóc cả mà mệt lắm, cho nên là mình chăm sóc vào vải thiều thôi. Như anh em nhìn thấy đây, có thể ba cây vải mình mua được tạ thóc luôn, khỏi phải coi như là cấy mới hái, một năm hai vụ cũng được không được bao nhiêu thóc cả. Đây trước vẫn là ruộng của nhà mình đấy, nhưng mà mình chuyển đổi cây, mình không cấy nữa. Bây giờ mình để mình làm hết vải anh em ạ. Đấy cho các anh em xem nhé. Thì đây là vẫn là giống vải sớm đây này. Đấy anh em ạ, nhìn đây. Quả của nó vẫn còn đây, à, còn sót đấy. Đấy. Bóc cho anh em xem thử luôn. Đây, không bị sâu đầu luôn anh em này, nhìn này. Ôi, ok chưa? Củi rõ dày, thịt nó rõ là dày luôn. Đấy. Đây là thịt của nó đây anh em. Đấy. À, anh em ạ. Hột nó bé tí rồi tôi teo luôn. Mỏng dính luôn này. Đấy. Hột nó mỏng dính. Đấy, sau một vụ thu hoạch vải thiều thì đến bây giờ nó là lên nọc rồi. Chắc là mình phải mang thuốc sâu ra để bơm hãm để lấy cái nọc của nó, không sâu nó cắn. Đây các anh em ạ. Không biết là chỗ của các anh em thì vải bóc năm nay thì anh em có được nhiều không? Như chẳng hạn như là điển hình của Thanh Hà, mới trên Lục Ngạn thì chắc là bây giờ anh em vẫn đang thu hoạch. Thì mình không nói bởi vì trên Lục Ngạn là thu hoạch muộn hơn dưới mình. Ở dưới mình là Tân Yên, Bắc Giang thì hầu như là có thị trường vải sớm này là đều được thu hoạch sớm. Cứ thu hoạch xong thì bắt đầu mới đến ở trên Lục Ngạn anh em thu hoạch. Đấy, bạt ngàn luôn anh em ạ. Giờ cánh đồng ở đây là ở trên quê trên hương của mình là đa số là cũng toàn trồng vải ra đây trồng hết rồi. Chứ cũng không còn nhà nào mang cấy hái nữa. Đây cũng vẫn còn sót một quả nữa này anh em này. Vặt luôn. Xào tái luôn. Thì để đến với cái video này của mình thì hôm nay mình sẽ đặt cho cái tiêu đề đó là hết vụ vải thiều, mình nhận chiết cành cung cấp giống cho các anh em. Cứ anh em nào có nhu cầu về vải thiều
thì chủ động liên hệ cho mình. Mình sẽ cung cấp tất cả các loại giống, như là vải sớm là một, cực sớm là hai, và coi như là vải tàu phấn, vải muộn mình cũng có luôn. Đấy các anh em ạ, bây giờ là ruộng nào cũng thế thôi, ruộng nào cũng chuyển đổi sang trồng vải, trồng vải. Tầm to như này thì chắc là chỉ 3 đến 4 cây là mua được tạ thóc anh em ạ. Đấy có cây này làm tán nó như là tán cây cảnh luôn anh em ạ. Đấy anh em nào mà có nhu cầu thì mình lại xin một nói một lần nữa, đó là anh em nào có nhu cầu về cành và nhân giống thì cũng có thể là chủ động liên hệ đến với mình, hoặc là để số điện thoại ở dưới phần bình luận, mình cũng sẽ chủ động liên hệ và cung cấp giống cho các anh em. Nếu như anh em có nhu cầu về tất cả các loại giống vải thiều thì mình sẽ cung cấp cho anh em. Ui giời, trên này vẫn còn mấy quả đây anh em. To vãi chưởng luôn, to không thể tưởng được anh em ạ. Ui giời. Đấy, không biết là ở trên các khu của các anh em thì làm về vải thì anh em có đốn nó đau như thế này không? Như ở dưới mình thì cứ đa số toàn đốn đau thế này thôi anh em ạ. Đây, kể cả điển hình như là vườn của bên hàng xóm thế anh em ạ. Đây. Vườn bên hàng xóm có cái sim to vãi chưởng anh em nhìn này. Đấy anh em ạ. Cái sim ấy, cái sim to. Tán của nó to phết đấy. Đây bên này ạ. Anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn lại anh em nào mà có nhu cầu về cây giống vải thiều thì cứ alo cho mình theo đường dây số điện thoại mình để ở dưới góc của màn hình. Cung cấp giống chuẩn 100% cho các anh em. Anh em chỉ cần có nhu cầu về mặt hàng nào cái là sẽ có về hàng đấy cho các anh em. Có cây này thì vẫn còn ít quả treo đỏng đen trên cây này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, vẫn còn ít quả nữa. Thế thì sau cái video này thì mình sẽ đi tìm làm video về cây ổi. Nếu mà anh em nào có nhu cầu quan tâm thì xem ở video sau. Mình sẽ đi tìm một số những cây ổi về mình chơi làm cây bonsai. Mình đang thích học hỏi và chơi cây. Hôm nay video của mình xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn đến toàn thể các anh em đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ kênh. Thì là mình xin cảm ơn toàn thể các anh em. Chúc anh em có một ngày vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau.